Thằng Luis nó bọc giường kiểu gì thế? Bọc giường kiểu xí dục à? Oh my god. Ơ tính ra là cái video ngày hôm qua chúng ta cũng có một thằng riêng nó cũng ngáo ngáo ngơ ngơ vậy nè anh em ạ. Trời ơi nó muốn tôi sắp chết luôn nè mấy ba, anh em thấy không, anh em thấy chưa, trời ơi tôi không có táo vàng là tôi bị si cà que vậy đó. Oh my god, oh my god, mình đang phải đợi hồi máu đây mà. Kim cương em không cho anh này lấy kim cương luôn. Cành nó qua đây, cành nó qua đây, cành nó qua đây. Fire the ball, fire the ball. Wow, kiếm ngon, kiếm ngon. Ui, địch nè. Mày quýnh lén hả con? Ui, nó nữa nè. Chết đi. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Khang VN đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Minecraft Bedworld ở server HeroMC.net để thực hiện những thử thách cực kỳ hay đến từ các bạn. Ok, thì mình có đọc được một cái thử thách của một bạn đặt nó cũng khá là ok đây mà. Nói chung là nó ở mức trung bình, nó không phải khó nhất anh em à. Đó chính là em thách anh chỉ dùng kiếm gỗ, không được ăn táo dai và không lấy kim cương. Có nghĩa là mình sẽ không được lấy kim cương nâng cấp đồ và mình chỉ được BB kiếm gỗ thôi, không được ăn táo dai luôn. Có nghĩa là mình không được mua táo vàng. Và trận này mình phải quýnh y chang là mình quýnh ăn chay vậy anh em ạ. Đấy, ok, hôm nay trận hôm nay mình sẽ ăn chay, mình quýnh rất là bình thường. Có khi là mình sẽ bị mất nhiều đầu tiên luôn đó. TB kiếm gỗ hơi bị khó. Ok, nhưng mà không sao. Ok. Mà trước khi xem video này anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký và đừng quên là giúp video đạt 1000 like nha. Và đừng quên là ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube của mình. Ok, và đừng quên là hashtag Khang, hashtag Bedworld và hashtag thử thách ở bên dưới phần bình luận để đặt những thứ thay bên dưới cho mình nha mọi người. Và giúp video đạt 1000 like nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hãy nhớ là giúp video đạt 1000 like nha. Ok, cảm ơn mấy cực cưng rất nhiều. Bye bye. Ồ, lộn. Vô trận. Let's go. Ok, mình đã vô trận rồi mọi người ạ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm thử thách build bằng kiếm, không được mua táo vàng và không được qua kim cương để lấy kim cương này mà. Ok, thì đây là cái kiểu bọc giường. Nói chung cái bọc giường này của mình nó rất là nhanh. Với lại tiết kiệm đồ này mà đó. Anh em nào muốn bọc thì cứ bọc giống mình. Nhưng mà nó dễ bị đập lắm nha, nói trước. Ok. Rồi một cục vàng nữa. Đi qua. Đây rồi. Yep, let's go. Nè, con đỏ này, con đỏ này. Mình qua kim cương nhưng mà mình không có lấy kim cương nha. Thấy cô bí bằng kiếm gỗ. Ôi mình sắp qua được rồi. Ôi thằng này nó muốn làm gì đấy. Nâng trap à. Yup, nâng trap thì anh qua tới nơi liền nè cưng. Yup. Ơi, không được lấy kim cương nha. Quăng nè, đã thấy chưa, tôi quăng rồi nha, tôi quăng rõ ràng. Ui, thằng này thì bọc giường giống mình thế à, không phải này mà. Chỉ là anh em ơi. Đi kiếm gỗ. Trời ơi nó trâu thật sự này mà. Tôi đánh muốn lòi luôn. Ok, mình không được mua táo vàng này mà. Thấy không? Xém nữa là bấm vào táo vàng rồi đó. Bây giờ mình có mua nhầm táo vàng thì mình cũng vứt ra thôi nè. Mình chứ mình không có dùng. Ok, không lượm kim cương thì mình sẽ qua lượm emerald ha. Blem. Oh my god, I'm so scared. Hello anh Khang. Ui sao nó biết. Lên đi. Không phải, tôi không phải Khang. Anh em nhầm rồi. Tôi là một nhân mà. Rồi vừa có sáng đã bị đập rồi. Ui, có thằng tím nó qua này anh em ạ. Ủa sao thằng tím nó bị clear rồi mà. À, hàng green. Ui hàng green mạnh này. Hàng green là dân trời đúng không. Gì vậy. Gì mà sao đưa đồ này cho tôi. Không, tôi không lấy cái này. Tôi chỉ lấy cái giường của bạn thôi. Mình sẽ lấy cái giường của anh đi này nè mà. Đây cô.
Trời ơi, một thanh niên tập bay luôn. Một pha đi vào lòng đất. Ok. Ok, này nữa. Ôi, có 7 cục thế. À, qua đây lấy thêm cục nó mới đủ anh em ạ. Đừng giết em. Really? Chơi bác quơ bảo đừng giết em. Vậy chưa? Ui da. Ok. Hên quá, mình không có làm những cái pha ngu người anh em ạ. Dập. Chưa có làm gì hết anh em ạ. Ok, sẽ đặt TNT. Ok. Đấy, như thế này. Đừng có nào qua tôi nha. Bọc cái này cho vui thôi, tôi bỏ Seven cho vui thôi à, chứ đâu làm gì đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Bọc xương xương cho vui vui thôi, tôi chỉ bọc option xương xương thôi. Đấy. Trời ơi, tôi đó giờ tôi bọc chỉ bọc xương xương chứ ai bọc đâu mà chắc chắn luôn anh em. Mình là khen với em mà. Ok. Vậy ạ. Nhìn kim cương mà mình thèm quá. Mày làm. Mà không được, mình không thể lấy được. Mà lấy là mình thua đó. Mình thấy là mình quéo quéo quèo luôn. Ơ, thằng Rui nó bọc giường kiểu gì thế? Bọc giường kiểu xí dục à? Thằng Rui nó bọc giường kiểu gì thế? Bọc giường kiểu xí dục à? Oh my god. Ơ tính ra là cái video ngày hôm qua chúng ta cũng có một thằng riêng nó cũng ngáo ngáo ngơ ngơ vậy nè anh em ạ. Trời ơi, nó muốn tôi sắp chết luôn nè mấy ba. Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Trời ơi, tôi không có táo vàng là tôi bị si cà que vậy đó. Oh my god. Mình đang phải đợi hồi máu đây mà. Kim cương à, không cho thằng này lấy kim cương luôn. Cảnh nó qua đây. Cái kiếm huyền thoại có thể đánh tất cả mọi người luôn rồi. Okay. Mình sẽ làm cho nó đều. 1, 2, 3. No, không có mua tới vậy đâu. Chụp hình không em? No. Không lấy tao vàng. No. Đây, đưa TNT đi. Không, TNT á. 5 minutes later. Tạm biệt em. Bye bye em. Ok, yo. Yo. Và anh đi chỗ mình hát luôn rồi em ạ. Ok. Oh my god. Ok thì trận trước trận nãy nó khá là nhanh nên là mình sẽ tiếp tục quay thêm một trận cho anh em xem nhé. Ok, giờ mình sẽ bọc giường. Let's go. Ok. Yep. Ok. Bọc như thế này đi cho nó đẹp. Đấy. Quá chết trời rồi rồi. Ok. Giờ mình let's go. Qua bên này. Quay. Hình như cái map là cái map bị lỗi lúc mà trước mình chơi là Zero đúng không ta? Chính nó rồi, chứ có ai khác nữa đâu. Hello. Hello my friend. Úi dồi ôi, đã có ngu người rồi má ơi. Kiếm đao vô tình. Nhét đao vô tình luôn mà. Oh my god, ok. Dạ, yeah, đúng rồi. Trời, nãy mình tính ra nãy mình mới nói với anh em là cái map này bị lỗi luôn á anh em ạ. Xong giờ mình lại cứ không quá đợt phở luôn. Mày bị lắc rồi. Thì anh em nãy anh em cũng có thể thấy rồi đó. Quá đợt phở. Trời, xem là tôi bấm vô cây kiếm rồi đó. Nhìn cây kiếm thèm quá. Mình muốn câu cây kiếm sắc quá. Tại vì giờ anh em nào mà cho mình cây kiếm sắc ha. Ok. Ờ, dán này cũng đâu được ăn táo vàng đâu. À, buồn quá. Ok. Ủa? Hồi nãy bên kia mình đâu có mua táo vàng đúng không ta? Ờ, đúng rồi, mình đâu có mua táo vàng đâu. Mình sẽ mua TNT. Một cục nữa. Trời ơi, vàng lâu rồi quá anh em ơi.
Đầu vàng nó đâu ra lắm luôn ơi. Ra đi mà. Ra nhanh lên. Nhanh lên, ra đi. Vàng đâu rồi? Vàng. Hồi nãy giờ ấy, tôi bị lắc nãy giờ rồi. Đây, từ từ đây có bị lắc luôn. Ok. Giờ bị lắc quá tôi phải óc lóc từ từ đây mà. Ok. Vàng này là vàng nào đây? Sao nó đặt block nửa đường nãy giờ, nó đặt hồi nãy giờ. Ơ, à, không được lấy kim cương nha. Ok, thì đó là chuyên mục mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà có thể né được những cái pha té nãy giờ của mình. Thì thật sự thì nãy giờ mình làm mẫu để cho anh em thấy là đó chỉ là một cái màn mà mình hướng dẫn anh em cách đắp block nhanh thôi đó. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt block nhanh mà không bao giờ té nha. Đây. À, nhìn kỹ vào cách mình bắt lóc nha. À, anh em nhìn kỹ vô nha. Nhìn kỹ vô. Đấy. Rồi đây bây giờ nha. Bây giờ mình đã bắn quả fireball này đúng không? Đó, nó sẽ tạo cái lớp như này. Anh chỉ cần nhấn ship. Ấn chuột ở đây rồi thả chuột ra. À, rồi thả ship ra. Nhấn thả ship. 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 Đó. Và thế là anh em không bao giờ té rồi. Ủa thằng bên đây đâu rồi ta? À, nó qua bên kia nó hỏi thăm tình cũ rồi anh em ạ. Thôi đặt quả trong đây mệt quá. Ok. Giờ nhét tim đẫm máu. Và đó là lời ông nói dưỡng ăn. Lên đây giao lưu đồng hương nào. Đồng hương. Hello. 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 Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ qua. Qua bên đây. Đây đó, nhấn thả ship, 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 nhấn thả ship. Đấy. Thế là anh em qua rất là nhanh luôn. Đấy, không sợ một bất cứ một cái thanh đồng nào cả. Đấy, em rất là bình thường nhá. Cười rất là bình thường đấy. Ok. Ok, thanh niên này chụp gì đây? Chụp chụp banh hả? Không, tôi không có chơi banh. Tôi không thích banh. Tôi không chơi bóng nhá. Ok, mình không thích chơi banh, mình chỉ chơi bóng thôi. Yo. Chụp cái gì mà chụp chụp hoài. Thôi rồi, thôi rồi. Chụp để đai mãn nguyện. Rồi chụp đi. Goodbye. Goodbye my friend. Rồi mình không có táo vàng, mình còn nhảy này nữa, mình quên đi mà quên thôi. Đường đó nó chưa làm gì hết này. Đó đâu rồi? Đường đó đâu rồi ta? Đường đó đâu rồi mọi người? Đường đó đâu rồi? Bye bye my friend. Goodbye luôn. Nãy giờ tôi đã nâng lên giáp rồi. Có khi nào đó quá. Ui dồi ôi giáp kim cương. Sốt. Oh my god, chúng ta đã win rồi đây mà. Ok. Yeah, mà trải qua hai màn thì chúng ta đã hoàn thành tứ tách. Không được ăn tới vàng, không được nhặt kim cương, chỉ kê bằng kiếm gỗ. Ok, và mình đã thành công rồi nha mọi người. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên cho mình một like và một đăng ký. Và đừng quên là ấn vào cái chuông ở bên kế bên nút bên phải của nút đăng ký nha mọi người. Em đừng quên là hashtag khen, hashtag bedworld và hashtag thử thách. Đặt những tứ tách hai bên dưới cho mình ở dưới phần comment nha anh em. Ok, và giúp video đạt 1000 like nha anh em. Và anh em nào đang xem tới đây thì nhớ hashtag là đã xem hết nha anh em. Ok, còn bây giờ thì chúc mọi người buổi tối tốt lành. Bye bye. See you. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super.